Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom và chúc mừng anh em một năm mới tốt lành, năm 2022. Và tất nhiên rồi, trong năm 2022 này thì nhiều anh em đã đặt ra mục tiêu cho mình, đó chính là lên được một cái rank, một rank mới đúng không ạ? Thế nên là hôm nay mình làm một video top những chiếc chuột tốt nhất cho anh em để anh em có thể lên rank một cách dễ dàng. Và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì hãy cùng khởi đầu với cả mức giá dưới 500.000 đi được không ạ? Thì dưới 500.000 sẽ có hai option được nhiều anh em lựa chọn nhất, đó chính là chiếc chuột Fulon G90 và chiếc chuột đó chính là Logitech G102. Thì với G90 ấy, họ sẽ có một cái switch chuột cũng tương đối là tốt này, một switch chuột có thể gọi là bất tử. Cái dáng cầm của nó khá là thoải mái với tay phải thôi, chứ không thể nào cầm được cả tay trái nữa. Và cái dáng cầm đấy nó hơi gọi là kỹ tay một chút. Thế nên là mình vẫn lựa chọn đó chính là chiếc G102 ở đây. Đây, chiếc là G102 của chúng ta, có mức giá trên 400.000 một tí thôi. Thì chiếc chuột này nó sẽ có một cái dáng cầm đa dạng hơn, một cái dáng cầm gọi là vừa tay với đa số mọi người hơn, một dáng cầm đối xứng, đồng thời nó sẽ có một cái mắt đọc tín hơn này, một cái đèn led đẹp hơn này. Nhưng đây sẽ là một điểm trừ của nó, đó chính là cái switch chuột. Cái switch chuột của nó ấy, thì theo như nhiều anh em nó sẽ có bị tình trạng là double click sau một thời gian dài sử dụng. Nhưng mà với cái trải nghiệm riêng của mình, đồng thời với trải nghiệm của một số người bạn của mình sử dụng chiếc chuột này khoảng tầm 2 tới 3 năm ấy, thì họ vẫn không gặp một chút double click nào. Thế nên là đó là lý do tại sao mà mình recommend chiếc chuột này dưới tầm 500.000. Rồi, nếu mà anh em muốn nâng cấp cái trải nghiệm chơi game của mình lên ý, thì hãy cùng đến với tầm giá 1 triệu anh em nhé. Chúng ta sẽ có một option đầu tiên, đó chính là chiếc chuột G304 đến từ Logitech. Thì tại sao mình chọn cái chiếc chuột này? Đầu tiên, đó là chiếc chuột không dây. Nhưng mà không dây công nghệ Line Speed anh em nhé. Tức là nó sẽ có một cái độ trễ gần như là bằng với cả có dây luôn. Thế nên là anh em sẽ không bao giờ cảm thấy có một chút delay nào khi mà dùng một chiếc chuột không dây như thế này. Và cái điểm tuyệt vời thứ hai của nó ấy, đó chính là cái dáng cầm của nó. Cái dáng cầm của nó rất là quen thuộc, đó là dáng cầm của chiếc chuột G102 này, dáng cầm của chiếc chuột G Pro phiên bản có dây này, và nó sẽ đảm bảo rằng phù hợp với tay của đa số anh em chúng ta bây giờ, to này, vừa này và nhỏ đều có thể cầm được trên chiếc chuột này. Nhưng có một điểm trừ nhỏ nhỏ của một cái chiếc chuột này ấy, đó chính là cái switch chuột của nó. Tất nhiên rồi, chiếc Logitech mà họ vẫn sử dụng switch Omron, và cái switch chuột này ấy, nó sẽ hơi nhẹ một chút và nó sẽ gặp vấn đề, đó chính là cái cân nặng của tay mình đã khiến cho cái switch chuột trái, switch chuột phải của chuột này tự động bấm kể cả khi mà mình để im trên này thôi mà không hề bấm gì cả. Và nếu mà nói về trải nghiệm sử dụng ấy, thì mình đảm bảo rằng sẽ rất là tuyệt vời thôi. Tại vì trong đây sẽ là một cái mắt đọc Hero 12K, không phải là mắt đọc cao cấp nhất trong thời điểm hiện tại của Hero nữa, nhưng mà vẫn là một mắt đọc có thể đáp ứng được nhu cầu đến 99% những cái trải nghiệm chơi game của anh em. Dù anh em flick ở cái độ flick cao nhất, đều nhanh nhất vẫn có thể theo kịp được. Nếu mà anh em không thích chuột không dây ý, thì một option khác cực kỳ là tuyệt vời, đó chính là chiếc chuột Cooler Master MM711. Tại sao nó tuyệt vời? Thứ nhất nhá, điểm mạnh đầu tiên đó chính là cái cân nặng của nó. Nó chỉ có nặng hơn 60g thôi. Một chiếc chuột thấp hơn 1 triệu mà nặng chỉ hơn 60g, cực kỳ là nhẹ. Thứ hai, đó chính là cái mắt đọc của nó. Mắt đọc của nó là mắt đọc PMW3389. À, đấy là mắt đọc cao cấp nhất có thể đạt được trong một chiếc chuột có dây rồi. Dưới 1 triệu mà đạt được một mắt đọc như thế là quá là tuyệt vời. Và điểm thứ ba, cao cấp thứ ba, đó chính là cái dây chuột của nó. Cái dây chuột của nó ấy, thì theo như mình review thì nó là một cái dây chuột có bọc dù, nhưng mà chất lượng dù của nó cực kỳ là mượt mà luôn, cảm giác như không hề có một lực cản nào đến từ cái dây chuột đó, và anh em sẽ cảm thấy cực kỳ là tuyệt vời với cả một cái dây chuột như vậy. Nhưng điểm trừ của nó đó chính là cái đặc điểm thiết kế. Cái thiết kế của nó do là đạt được một cái cân nặng 60g trên 60g như thế, thì Cooler Master đã phải cắt giảm đi, gọt bớt đi cái thân chuột và khiến cho cái chuột của nó sẽ có thiết kế hình lỗ. Và với những anh em nào mà không thích cái thiết kế đó ấy, thì đây sẽ là một điểm trừ cực kỳ là nặng nề và sẽ đẩy anh em xa khỏi một cái option chuột đó. Đó sẽ là hai cái option dành cho dưới 1 triệu. Nói đến đây thì mình muốn dừng lại một chút và để nói với anh em rằng là nếu mà anh em 1 triệu ấy là một cái mức giá gọi là vừa phải cho một chiếc chuột gaming rồi. Nếu mà anh em quá 1 triệu đúng không, thì anh em sẽ giành được rất là ít, tăng lên rất là ít về cái hiệu năng chơi game. Anh em sẽ lúc đấy thì mắt đọc sẽ gần như là cái nào cũng giống như cái nào, hiệu năng đều là những chiếc mắt đọc gọi là hoàn hảo cả. Cái khác biệt ý đó sẽ là cái độ giảm về cân nặng này, cái độ khác biệt về dáng cầm này, và có thể là một vài công nghệ khác nhau, ví dụ như là các công nghệ không dây này, các thời gian lượng pin này, vân vân và mây mây. Và nói về dáng cầm ấy, thì dưới tầm 2 triệu thực sự mình rất là khó để tìm một chiếc chuột nào mà không dây có thể đánh bại được chiếc G304 này, hay là chiếc có dây MM711. Thế nên là mình đã hướng với bản thân mình về một cái option gọi là con yêu của dòng FPS, đó chính là chiếc chuột Zoe. Đây, Zoe EC. Thì trên tay mình đây đó chính là Zoe EC2C. Thì đây là cái phiên bản có cái tầm trung này và sẽ phù hợp cho những em nào mà cầm palm grip. Thì tại sao người ta yêu thích Zoe? Thứ nhất nhá,
nó có rất nhiều các option khác nhau về các gọi là dáng cầm này, đồng thời về các size nữa, có cả cái cỡ cho tay nhỏ này, tay tầm trung này, để cho anh em có thể đảm bảo rằng một cái trải nghiệm cầm nắm thoải mái nhất với một chiếc chuột Joey như thế này. Thứ hai, về cái mắt đọc của nó đều là sử dụng những mắt đọc, nói chung là đáp ứng được một trong những mắt đọc hoàn hảo nhất có thể có được trong một chiếc chuột có dây trong thời điểm hiện tại này. Và cuối cùng đó chính là cân nặng. Cái cân nặng của nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 80-90 gram, một cái cân nặng vừa phải, không quá nặng cũng không quá nhẹ, tức là ổn cho tất cả mọi người. Và khi mà anh em cầm vào ấy, đảm bảo rằng không cảm thấy nó là tệ một chút nào đâu. Nhưng mà ấy, khen thì cũng phải chê đúng không ạ? Thì một chiếc chuột như này ấy, nó sẽ có những cái điểm chê. Thứ nhất này, nó sẽ có một con lan chuột rất là tệ. Nếu như mình cảm nhận ấy, thì cái con lan chuột của những chuột Joey nó có một cái cảm giác rất là, cảm thấy rất là rẻ tiền. Mình không biết sao nhưng mà cảm giác rất là rẻ tiền này. Cái lực lăn của nó yếu này, các nước lăn cũng không quá rõ ràng này. Và sau một thời gian dài sử dụng ấy, thì các nước lăn gần như nó bị liền với nhau luôn. Và nó không cảm giác mượt mà như là kiểu G52 hay là G903 đâu, mà nó kiểu nước rất là rẻ tiền, như kiểu là một chiếc chuột có 300 hay 400 nghìn ý. Đó. Và điểm trừ tiếp theo của nó đó chính là cái coating, tức là cái lớp phủ trên chiếc chuột này. Với nhiều các trải nghiệm của mình ấy, thì mình đã gặp nhiều anh em phàn nàn với mình rằng là hình như chiếc chuột Joey có cái gì đó lạ lạ mà khi mà mình cầm vào ấy, nó bị mồ hôi tay nhiều hơn so với những chuột khác. Và đó cũng là trải nghiệm của mình. Thế nên đấy là những điều mà anh em cần phải lưu ý khi mà lựa chọn chiếc chuột Joey như thế này. Và nếu mà anh em không thích chuột Joey thì mình sẽ cũng recommend một chiếc chuột khác, đó chính là chiếc chuột Rival 5. Thì nó rẻ hơn Joey một chút, nó sẽ là một chiều hướng khác so với Joey một tẹo. Khi mà Joey là một chiếc chuột gọi là plug and play, tức là anh em cắm vào và dùng thoải mái thôi. Thì chiếc chuột SteelSeries ấy, thì để có thể tối đa được chiếc chuột này thì anh em nên cài phần mềm SteelSeries GG của nó, bài biết các kiểu, tại vì nó có tận 9 cái nút programmable cơ mà. Và cái cân nặng của nó chỉ khoảng tầm đây 85g, cũng tương đương với cái chiếc chuột như thế này. Đấy, thế nên là anh em có thể lưu ý được, nhưng mà mình không thấy nó đáng bằng với cả chiếc chuột Joey như thế này. Và dưới option 3 triệu thì sao? 3 triệu chúng ta cũng khá có nhiều các những cái option về có dây nhưng mà không dây. Nếu mà anh em có thể lưu ý thì mình sẽ khá là, nếu mà bây giờ là 2019 không, thì mình khá là ưu tiên chiếc chuột, đó chính là chiếc chuột G Pro Wireless từ Logitech. Nhưng mà đây là 2022-2021 rồi, thì cái sự cạnh tranh đã nổi lên và SteelSeries đã ra một chiếc chuột cực kỳ là đáng mua luôn. Đó là chiếc chuột SteelSeries Arux 3 Wireless. Thì đây là một chiếc chuột có không dây này, đầu tiên là không dây nhá. Sử dụng mắt đọc TrueMove Air, một trong những mắt đọc không dây khá là tốt của SteelSeries. Và đồng thời nhá, nó có một cân nặng cực kỳ là nhẹ luôn. Nó chỉ nặng là 66g. Anh em phải tưởng tượng 66g là một cái cân nặng nhẹ như nào. Cái dáng của nó là một cái dáng cầm đối xứng này, cũng tương đối là thấp và phù hợp với đa số tay của cầm của anh em. Thì cái chiếc chuột này ấy, nó sẽ có một cái đặc điểm khá là hay. Thứ nhất là nó sẽ có kết nối đa loại kết nối luôn. Wireless là một này, tức là sử dụng dongle 2.4GHz của nó nhá. Thứ hai là sử dụng Bluetooth cơ. Thế nên là nếu mà anh em muốn nhá, cắm cái dongle wireless ở nhà, còn nếu mà anh em đi làm việc này, cầm laptop này thì chuyển sang chế độ Bluetooth và cắm vào đó luôn. Cái thời gian sử dụng pin cũng tương đối là dài để trong chế độ Bluetooth anh em ạ. Nhưng mà điểm trừ của chiếc chuột này ấy, là nó có một cái feed chuột khá là mỏng. Mình không biết tại sao một chiếc chuột dưới 3 triệu mà lại sử dụng cái chiếc feed chuột nó mỏng như thế mà nó ít như thế. Nhưng mà anh em hãy đợi một chút nhá, tại vì đây là phiên bản 2021. 2022 SteelSeries đã ra một cái revision mới của SteelSeries Arux 3 Wireless này và sẽ cho một cái feed chuột PTFE dày hơn, to hơn và mượt hơn. Và đó là phiên bản mà anh em đáng để mua hơn. Hãy đợi một thời gian để mua chiếc chuột này nhé. Và cuối cùng thì trên 3 triệu thì sao? Chiếc chuột chúa tể, chiếc chuột gaming, gọi là vị vua của gaming này, mà đa số các gọi là pro player CS bây giờ sử dụng. Nhầm câu chuột rồi. Đây là chiếc chuột đó, chiếc chuột G Pro X Super Light. Tại sao nó lại là chiếc chuột không dây tuyệt vời nhất? Thứ nhất nhá, nó có cân nặng là trên 60g một tí thôi. Thứ hai, thay vì là phải cắt bỏ này, thay vì phải gọt này, thay vì phải lỗ này, thì chiếc chuột này hoàn toàn có một cái form vẫn đều như vậy, không hề có một tí lỗ nào cả và anh em cầm cực kỳ là thoải mái luôn. Đây là một cái form cầm được chứng tỏ rằng là sẽ phù hợp với tất cả các tay của mọi người, một form cầm đối xứng. Nhưng mà với phiên bản này thì nó đã loại bỏ cái phần nút hông bên này rồi và điều đó sẽ dẫn tới là nó sẽ không thể sử dụng cho những anh em nào thuận tay trái nữa, nên là anh em phải lưu ý nhé. Nó sẽ loại bỏ một số các tính năng khác đi, ví dụ như là đèn RGB này, nút DPI này, nhưng mà để đánh đổi lại thì chúng ta sẽ được nhận một cái chuột cực kỳ là tuyệt vời, rất là mượt mà về fit PTFE này, rất là tuyệt vời về những nút bấm này, cực kỳ là hoàn hảo về cái mắt đọc này và thực sự là vô cùng tín chỉ về cái cân nặng của nó, chỉ trên 60g thôi. Và đa số anh em bây giờ, những anh em gọi là pro player cao nhất ấy, đều sử dụng chiếc chuột như thế này. Còn nếu mà anh em không muốn một chiếc chuột nhẹ cân này ấy, anh em nhiều anh em cầm vào chiếc chuột này ấy, anh em bảo là ui nhẹ thế nhở, không quá quen ấy, thì đây là một option nặng cân hơn,
Tuy là nó ra mắt khá là lâu rồi nhưng mà đây là một option cũng tương đối là tốt. Nó là G903. Thì cái cân nặng của chiếc chuẩn ấy nó là lên tới là 136g cơ. Wow, nặng quá nhỉ. Nhưng mà cái form cầm của nó và cái dáng vẻ của chiếc chuẩn ấy nhìn chung vẫn rất là hầm hố, nhưng mà nó cực kỳ là hiện đại và cảm giác nó rất là gamer. Mình thực sự cảm thấy rất là thích chiếc chuẩn như thế này nếu mà anh em không quá quan trọng về cái hiệu năng chơi game đồng thời như là cái cân nặng của nó nữa, thì đây cũng là một option cực kỳ là tuyệt vời. Rồi, đó sẽ là những chiếc chuột tuyệt vời nhất trong cái tầm giá mà mình nói, 500.000, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và trên 3 triệu một chút. Nhưng tất nhiên rồi, mình sẽ vẫn có một những option khác cho những anh em nào gọi là những anh em đặc biệt hơn. Thứ nhất nhá, cho những anh em tay nhỏ thì đây, Razer Viper Mini. Thì để nói một chút đi, thì đây là một chiếc chuột có giá dưới 1 triệu. Thì cái chiếc chuột này nó sẽ y hệt cái dáng của Viper, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn khoảng tầm 10-20% một chút. Rất là phù hợp với những anh em nào mà có giữa tay nhỏ. Thì chiếc chuột này sẽ có cái mắt chuột, cái gọi là switch chuột quang đến từ Razer. Và anh em biết rồi đấy, cái switch chuột quang sẽ đảm bảo một cái thời gian sử dụng lâu dài hơn, đồng thời một cái độ delay thấp hơn so với cả một switch chuột cơ học. Nhưng mà cái trải nghiệm bấm của nó ấy sẽ lại không sướng bằng cơ học, tại vì cái độ kích của nó không nhạy bằng, cảm giác không nhạy bằng và nó không to bằng như là một cái switch chuột cơ học. Và cái mắt đọc của đấy thì nó sẽ không sử dụng cái mắt đọc của optical của Razer nữa, mà sẽ là một mắt đọc PMW33 hình như là 59 như phải. Nhưng mà cái mắt đọc đó ấy, nó vẫn là một mắt đọc rất là tuyệt vời cho một chiếc chuột dưới tầm giá 1 triệu anh em nhé. Và cân nặng của nó thì sao? Rất là nhẹ cân, chỉ 61g thôi. Thế nên là rất phù hợp với những anh em nào mà cái cỡ tay nhỏ muốn cầm palm grip, fingertip hoặc là pro grip anh em nhé. Còn nếu mà về làm việc ý, thì tất nhiên rồi, vẫn có những option cho anh em. Nếu mà anh em quan tâm tới cả chơi game lẫn làm việc đúng không? Thì G502 là lựa chọn cực kỳ là hoàn hảo. Cái G502 ấy sẽ có một cái form cầm rất là công tay học, dành cho người dùng tay phải này, sẽ có đủ cái chỗ cho ngón cái của anh em nghỉ ngơi, đồng thời cả ngón út và áp út cho anh em có thể gọi là để chỗ nữa. Thì cái chiếc chuột đấy sẽ có mắt đọc Hero, nhất là phiên bản Hero anh em nhé, và sẽ có phiên bản có dây và không dây tùy vào cái nhu cầu sử dụng của anh em. Còn nếu mà anh em ấy không muốn một cái chiếc chuột không quá quan tâm về hiệu năng chơi game ấy, chỉ muốn một chiếc chuột ấy kết nối đa phương tiện, đa máy tính, tức là có thể kết nối cả Windows này, kết nối cả macOS này, đồng thời có thể di chuyển chuột giữa hai cái máy ấy, thì dòng MX Master là chiếc chuột cực kỳ là hoàn hảo với anh em luôn. MX Master 2S hay 3 đều có thể hoàn hảo được. Nhưng mà nếu mà mình ấy thì mình sẽ lựa chọn 3 hơn, tại vì khi đó cái layout phím của nó đã hoàn hảo hơn rồi. Cái layout phím của nó đã gọi là được tái tạo và đúng hợp với cả phong tay anh em hơn. Thì đó sẽ là những cái gọi là recommendation của mình nhé. Nếu mà anh em lựa chọn một trong những chiếc chuột mà mình đã gọi là tư vấn ý, thì mình đảm bảo rằng anh em sẽ có một trải nghiệm chơi game cực kỳ là tuyệt vời trong năm 2022 luôn. Và nếu mà anh em có thể hứng thú với tất cả những sản phẩm đấy, thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này rất là hay và vô cùng là hữu ích, thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì thực sự rất là cảm ơn các anh em xem video này. Và hẹn gặp anh em tại video sau nhé. Chúc anh em có một năm mới tuyệt vời và cực kỳ hạnh phúc nha.